của các nghệ sĩ, và ước mơ được trở thành chiến sĩ cũng là ước mơ của biết bao thanh niên tình nguyện. Ngày hôm nay trên sân khấu này, xin trân trọng giới thiệu giọng hát của đồng chí Bích Thủy với ca khúc Con Gái Mẹ Đã Thành Chiến Sĩ. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chương trình xin trân trọng kính mời quý vị đến với điệu múa Hoa Champa.
do nghệ sĩ Ánh Hằng trình diễn. Tôi kiểm tra lại. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Ánh Hằng rất nhiều. Và để nối tiếp chương trình